Hello, đại xin chào tất cả anh chị mình nha. Thì hôm nay bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt xin giới thiệu tới anh chị xe Innova phiên bản E là phiên bản số sàn anh chị ha. Xe máy nó sơn màu đồng ánh kim. Đây là một cái màu trên thị trường nói chung và Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt nói riêng là hiện tại rất là hiếm anh chị. Hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt có hai xe Innova mà phiên bản màu đồng ánh kim là xe 2019 này và xe 2021 đạt cũng đã làm một clip. Hiện tại đang có trên kênh YouTube của đạt luôn anh chị ha. Xe được sản xuất vào năm 2019, đi khoảng 66 000 số và đang được bên đạt ra với mức giá là 540 triệu anh chị. 2019 thì sẽ được bên đẹp hỗ trợ anh chị mình vay tới 65% giá trị xe và trong khoảng thời gian là 2 3 năm anh chị ha. Riêng về mẫu xe này thì nếu như anh chị mình chưa đủ tài chính á, thì có thể là đưa trước khoảng 250 triệu cho tới 270 triệu thì đạt hỗ trợ anh chị mình lên hồ sơ vay để nhận xe anh chị ha anh chị mình nhìn nội thất của xe ha đây là nội thất của xe đã được anh chủ cũ lên là da ghế nè bọc sàn nè anh chị đó xe cũng được lên phim cách nhiệt của ba em ha chị ha của ba em một loại phim cách nhiệt rất là tốt chống tiêu về cũng khá là tốt luôn anh chị một trong những cái mẫu mà phim cách nhiệt tốt nhất trên thị trường đến từ thiên hiệu của mỹ anh chị ha đây xe cũng được bọc trần lại bọc trần ni lông chỗ đẹp không phải trần 5 d anh chị ha đó ví dụ như anh chị không thích cái trần này thì có thể tháo ra thì cái trần dinh, trần nỉ zin của trên xe nó còn rất là đẹp đây một cái bộ da ghế có một cái màu đại cảm thấy là cái màu này rất là hợp với xe innova mà màu đồng bên kia anh chị bên ngoài thì nó nhạt nhạt cái màu nó nhạt nhạt nhưng mà bên trong vào thì màu nó lại đậm lên đó thì đại cảm thấy cái màu này nó cũng khá là hợp với xe xe hiện tại thì đi được khoảng là 66 000 cây số đấy nè anh chị 66 283 cây số ha. Xe thì cũng được trang bị là đầu DVD nguyên sinh theo xe nè. Đây, hai chế độ lái eco power và có cả cân bằng điện tử anh chị ha đây là xin giới thiệu với anh chị những cái ốp ở trên uh, xe nè đó nhìn nó rất là đẹp và không muốn bị trầy anh chị cái này về bên đèn thì cho tiến hành là dọn rửa ra à, là vệ sinh lại thì như mới luôn anh chị ha đây vị trí mà hai cái vị trí mà dễ trầy nhất là công tắc lấy gió trong gió ngoài và công tắc máy lạnh ac nè không có bị tróc luôn nè anh chị đó ok anh chị ha đây vô lăng của xe nè anh chị anh chị nhìn này ừ. còn vân rất là đều anh chị không có bị mòn quá ngay vị trí này đó thì mình có thể là nhìn vào cái vô lăng như thế này có thể kết luận là ừ anh chủ á ảnh ít khi nào anh để ngay vị trí chỗ này lắm anh chị có thể là anh cầm ở trên này đó anh chị ha ừ. chân phanh và chân ga nè anh chị và bàn đạp chân côn không có bị mòn nhiều anh chị ha đó đây tắp đi cửa nè anh chị xe thì cái mức tiêu hao nhiên liệu đạt nghĩ cũng không có nhiều đâu. Đối với một cái xe dẫn động cầu sao, cực kỳ gọi là cũng khá là nặng anh chị. Đó, và sử dụng động cơ 2.0 thì cái mức mà kết hợp khoảng 9.7 lít thì anh chị mình cứ trung bình nó khoảng 9 đến 10 lít lên trên 100 cây hết. À, kết hợp nè anh chị. À, đây là cái tình trạng mà xe mới về bên Đạt và Đạt quay clip lại cho anh chị mình cùng xem á thì anh chị mình có thể thấy đây. Nội thất xe rất là sạch sẽ chủ giữ gìn xe rất là kỹ anh chị đó xe trong tình trạng lúc nào cũng phải sạch sẽ như thế này đó, anh chị ừ. đây xe thì cũng được trang bị những cái ốp bật đi lên đi xuống để chống trầy cái uh, ốp zin này nè anh chị ừ. đây tình trạng của lớp ha đây là lớp nguyên sinh của xe nè anh chị được sản xuất vào năm 2019 đây tuần thứ 18 2019 nè đó thì tình trạng cũng xuất hiện những cái vết nứt nè đó anh chị thấy không 2019 nè gầm bệ nè anh chị rất là sạch sẽ ha thì đặt đánh giá sơ bộ về nước sơn của xe này thì cũng có trầy xước anh chị cũng có trầy xước và về bên này sẽ cho tiến hành là xử lý gọi là sơn lại anh chị ha chẳng hạn như chỗ này nè nó bị trầy nè đó về bên này sẽ cho tiến hành sơn lại và hiện trạng của xe thì cũng đã được sơn lại một vài món rồi cái đó là do người chủ cũ người ta sơn anh chị rồi để đặt mở cái phần cốp ra đặt quay là những chi tiết con đội cho anh chị mình tham khảo ha đó anh chủ anh cũng uh, lên một cái uh, tấm chở hàng đằng sau để chống trầy anh chị đây đây là vị trí uh, để con đội nè đồ dùng nè đó đội này xài cũng rất ít anh chị cốp xa vẫn chưa có dấu hiệu ra để mình uh, xử lý hoặc là mình làm lại cái cốp hoặc là thay cốp anh chị ha nguyên dinh nguyên bản nè anh chị ừ gầm bệ anh anh chị ha, còn sáng trưng luôn. Cái gầm bệ này là do bị uh, chạy nó bị dính uh, dơ anh chị. Thì về bên đây cho tiếng hay là rửa gầm lại làm đẹp Maruguri Giờ trên thị trường xe cũ thì có rất là nhiều xe Innova, rất là nhiều xe, từ xe uh, xe nào cũng có, giá nào cũng có anh chị. Xe thì có 2019 hiện tại bên đây đang ra khoảng hai cho tới năm trăm bốn tùy chất xe xe đi nhiều và xe đi ít. Nhưng mà bên ngoài thì là chắc chắn anh chị anh chị mua xe giá thấp hơn, nhưng mà bù lại anh chị mình mua xe bên đạt anh chị sẽ được cái gì? thứ nhất là xe phải có lịch sử bảo dưỡng hãng nè, bên đạt sẽ cung cấp lịch sử bảo dưỡng hãng cho anh chị. thứ hai là pháp lý phải rõ ràng anh chị ha, pháp lý xe phải rõ ràng không bị phạt nguội, không bị dính tranh chấp. thứ ba là khi mà anh chị mua xe bên đạt á thì về xe về thì bên đạt sẽ cho tiến hành là làm bảo dưỡng lại toàn diện luôn. chẳng hạn như những cái đời mà 2019 tới giờ thì nó cũng sẽ có phát sinh nhiều thứ lắm anh chị. chẳng hạn là routine nè, thước lái nè, vân vân rất là nhiều vấn đề nhưng mà đừng cái là bên đẹp là hãng bên đẹp có nguyên một cái xưởng sửa chữa rất là lớn để bên đẹp có thể là hỗ trợ cho những cái xe như thế này anh chị đó và cuối cùng là làm đẹp lại có chính sách bảo hành cho anh chị yên tâm mình sử dụng luôn đó là cái điều mà bên đẹp chắc chắn rằng bên ngoài không thể nào mà bằng bên hãng bên đẹp được anh chị đó để đặt mở cái phần khoang máy ra đặt quay lại cái phần khoang máy cho anh chị mình cùng tham khảo một chút xíu nha đây anh chị ha khoang động cơ đây khoan động cơ thì quá trời quá đất là bị bụi luôn thì cái này uh, rất là đơn giản anh chị về bên đây sẽ cho tiến hành gọi là làm đẹp Marukuri rửa khoan máy lại nhưng mà đây sẽ quay những cái chi tiết chẳng hạn đây cabo thì vẫn chưa có dấu uh, ra nè đó chưa dấu ra thì cabo này vẫn còn nguyên sinh anh chị ha đó không có vấn đề gì hết đây anh chị nhìn nè cầm abs nè bình dầu trợ lực phanh nè đó anh chị nhìn nè vè nè đó két nước nguyên zin nè à, phía trước chưa có dấu hiệu cứng đụng gì hết nè anh chị ừ. bên này cũng vậy nè anh chị à, máy móc là kêu rất là thầm thì luôn anh chị ha à, về bên này sẽ cho tiến hành bảo dưỡng lại hết nguyên máy này ừ. và bên này sẽ cam kết với anh chị là động cơ là nguyên sinh chưa có hạ xuống để đại tu nè chưa bị thị kích và chưa bị ngập nước đó à, động cơ sẽ bảo hành thêm cho anh chị một năm về phần động cơ và hộp số cho anh chị mình yên tâm sử dụng ha bảo hành thì tại TOTA Hiroshima Tân Kẻ Bến Đẹp à, và đây cũng xin kết thúc video tại đây anh chị nào mà đang quan tâm về cái sản phẩm TOTA Innova phiên bản E phiên bản số sàn xe này sản xuất vào năm 2019 và đang được bên đặt ra với mức giá là bốn 540 triệu thì có thể là thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0932 192 một để đạt có thể là hỗ trợ thêm thông tin chi tiết đến chị ha